Giang Sao xem sâu Hà Hồ, Kim Lý, vợ chồng Ốc Thanh Vân, Ninh Dương Lan Ngọc, Lê Thúy ủng hộ đêm nhạc Love Songs của Hà Hồ tại Đà Lạt. Tối ngày 13 tháng 11, live show Love Songs của Hồ Ngọc Hà diễn ra tại khuôn viên ngoài trời của một khách sạn trung tâm Đà Lạt. Dưới tiết trời se lạnh, ca sĩ thể hiện những bản hit suốt 18 năm ca hát với sự góp mặt của 1.000 khán giả. Kết thúc đêm diễn, nhà thiết kế Lê Thanh Hòa nán lại, chụp hình kỷ niệm cùng ca sĩ. Anh cho biết yêu thích phong cách thời trang lẫn giọng hát của Hà Hồ nhiều năm qua. Ông xã ca sĩ, Kim Lý, đến từ sớm, thay vợ đón tiếp đồng nghiệp, bạn bè thân thiết. Trong đêm nhạc, nữ ca sĩ cũng dành một liên khúc tặng bạn đời. Cô nói, nhờ tình yêu của Kim Lý, con người tính cách của tôi hoàn toàn thay đổi so với trước đây. Tôi bớt tự cao và biết cách giữ gìn tình cảm hơn. Ninh Dương Lan Ngọc cũng là fan của Hà Hồ. Diễn viên cho biết sự cầu tiến và đam mê của giọng ca gốc Quảng Bình thật sự thuyết phục được nhiều người, trong đó có cô. Người mẫu Lê Quý là đàn em thân thiết của Hồ Ngọc Hà. Cô thường đồng hành cùng ca sĩ trong những chuyến thiện nguyện, giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn. Hai nhạc sĩ Châu Đăng Khoa và Nguyễn Hồng Thuận phải. Nguyễn Hồng Thuận là nhạc sĩ trẻ sáng tác nhiều ca khúc hit cho Hồ Ngọc Hà như Tìm Lại Giấc Mơ, Sao Ta Lặng Im, Gửi Người Yêu Cũ.